Cây hoa giấy vị trí ban công rất là đẹp luôn, ngắm toàn cảnh thành phố. Đấy, hôm nay là 24 tháng 5 nhá, năm 2021. Đã có hoa nhá. Khi xử lý là đã ra hoa. Rất là nhiều hoa luôn. Đấy. Tính quế đến cả nhà nhá. Đấy chưa? Hoa giấy tím Huế này nó ưa lạnh cho nên là để mà nở vào được mùa hè là rất là khó. Thường nếu mà để tự nhiên thì nó chỉ nở vào cuối năm một lần, vào cuối năm. Hôm nay là mùng 6 tháng 8 nhé các bạn nhé. Cây hoa giấy của mình chơi đã sang tháng thứ 3. Đấy. Cho các bạn xem cây hoa giấy mình. Hoa giấy tím Huế ấy. Chơi từ tháng 5 đến giờ. Đã được 3 tháng rồi đấy. Sang tháng thứ 3 rồi. 5, 6, 7 giờ tháng 8. Khủng khiếp luôn. Đó, quá đẹp luôn các bạn. Hoa giấy trên ban công chung cư. Đó. Mình đã làm rất nhiều cái video về cái cách xử lý cái cây hoa giấy này cho ra hoa rồi. Thế nhưng mà không ngờ cái đợt này hoa ra lại lâu và bền như thế. Mình thấy cái hoa tím Huế cái này của mình là nó bền hơn hoa sắc pháo nhá. Hoa nó bền hơn, được lâu hơn. Đấy kìa, cái này của mình là sắc pháo này. Cái cây bên này của mình là cây sắc pháo nhá. Đấy, đang nuôi tốt. Đấy, còn cái trên này là dàn hoa giấy là tím Huế. Để quay cho mọi người xem. Đấy, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 rồi. Mình không nhớ là nó nở được bao nhiêu, từ bao nhiêu tháng 5. Nhưng mà nó tầm tầm trung tuần hoặc cuối tuần tháng 5 nữa. Trung tuần cuối tuần tháng 5 bắt đầu nó ra hoa. Cái cây hoa giấy này của mình là cái lứa hoa đầu tiên là các bạn nhé, là hoa nó ở trong kẽ lá nhá. Lứa hoa đầu tiên nó ở trong kẽ lá. Thế xong đấy thì bắt đầu nó hết cái lứa hoa đấy, khi nó chuẩn bị hết ấy thì nó tiếp tục các cái cành vọt này, các cành mầm, cái tay này vọt 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 ra và nó ra hoa ở những cái cành, cái mầm vọt ra đấy. Thế là nó được lứa hoa thứ hai luôn và ngay. Thế mới lạ. Tất nhiên là lứa hoa thứ hai này thì nó thưa hơn, nó ít hoa hơn cái lứa hoa thứ nhất. Nó thưa hoa hơn bởi vì nó chủ yếu ở các cái cành vọt ra thôi.
Các bạn xem những cái video trước của mình thì nó hoa nó dày đặc luôn, không nhìn thấy lá luôn cơ mà. Thế nhưng mà bây giờ hoa thì nó xen kẽ giữa lá và bông hoa cành đấy, nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Như này để biết là chơi hoa giấy cực sướng luôn, chăm sóc đơn giản, chỉ cần tưới nước hàng ngày. Cái chậu này của mình nó bé, cho nên là bởi vì ở trên ban công cao, nhà cao tầng, cho nên là mình thường xuyên phải tưới nước 2 lần một ngày, tức là buổi sáng mình dậy thể dục tưới cho nó một ít, buổi chiều tưới cho nó một ít, thế là nó bền, cây lúc nào cũng lá cũng xanh, không bị héo. Mặc dù nắng đấy, các bạn đang thấy ngoài trời đang nắng, nắng hơi bị to. Để cho các bạn ngắm đấy, ngồi trên này uống cà phê thì buổi chiều mát uống cà phê ngắm hoa thì đẹp tuyệt vời luôn, không còn gì để chê nữa. Cái hoa tím Huế này thì nó ra hoa vào mùa hè này thì cái hoa nó cũng màu nó bạc bạc, cho nên nhìn cũng chả khác gì là sắc pháo cả. Thế còn nếu mà mùa đông thì nó mới tím lại, tím đậm. Mùa hè thì nó vẫn phớt phớt, cho nên nhìn nó cũng giống sắc pháo. Cây hoa giấy này của mình nó cũng tương đối là thuần chậu, cho nên là lá rất là nhỏ, hoa rất là sai. Các bạn để ý mà nhiều bạn những cái cây hoa giấy nó còn non, còn chưa phát triển, nó chưa đủ lực đua, chưa đủ dưỡng chất để nó ra hoa thì mình cũng đừng vội nhá, cứ chăm sóc nó đi. Cái cây hoa giấy này của mình nó cũng lâu đời phết rồi, cũng phải được 6-7 năm rồi. Đây, mình quay cái gốc lên cho các bạn để các bạn xem. Đấy, mình nuôi nó tay nó bò đấy, nó như thế này. Đấy, cái chậu chậu bò lên, mình cho bò leo lên trên ban công để che nắng, thấy chưa? Gió nhìn đẹp phê, hoa giấy trời thích thật, mấy tháng để chơi hoa mà chưa hết. Đang muốn nó hết để cắt chỉnh, để chuẩn bị cho chăm sóc cho nó ra cái lứa hoa Tết, mà nó cứ hoa thế này, cắt thì tiếc. Bây giờ là tháng 8 dương lịch. Đó. Đây là sắc pháo của mình nhá các bạn nhé. Đấy, sắc pháo đang lên. Sắc pháo đang lên rất là khỏe luôn. Hoa sắc pháo cũng đẹp tươi. Tươi rói rói. Em mình chơi hai cây hai bên, một cây sắc pháo, một cây tím Huế. Mùa nào có hoa, mùa đông là hoa tím Huế, mùa hè hoa sắc pháo. Năm nay mùa hè chơi được cả hoa tím Huế luôn.